Mừng các em trở lại với giảng dạy trực tuyến trên Viettel Study của trường Trung học Phổ thông Chi Lăng. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em chủ đề địa lý ngành dịch vụ. Trước khi vào bài mới, cô và các em cùng quan sát các hình ảnh sau và cho biết đây là những hình ảnh thuộc ngành nào. Hình ảnh thứ nhất là hoạt động mua bán thịt. Hình ảnh thứ hai là hoạt động mua bán trái cây. Hoặc hình ảnh thứ ba là hoạt động mua bán ở chợ, và người ta gọi chung những hoạt động này gọi là hoạt động thương mại. Thương mại là gì và nó diễn ra ở đâu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở nội dung bài mới nhé. Bài 40, vai trò đặc điểm ngành thương mại. Chúng ta cùng xem sơ đồ đơn giản về hoạt động của thị trường. Hoạt động thương mại, nói đơn giản hơn là hoạt động diễn ra giữa người bán và người mua. Bên bán sẽ mang hàng hóa đi trao đổi và bên mua sẽ trả cho bên bán một cái vật ngang giá, có thể đó là tiền hoặc là hàng. Và ngay lúc này người ta gọi đó là thị trường. Như vậy thì thị trường là gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Một la mã khái niệm về thị trường. Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành thị trường nếu có xuất hiện người bán và người mua. Bên bán đã mang hàng hóa ra trao đổi. Như vậy thì hàng hóa là gì? Hàng hóa là sản phẩm do con người tạo ra để trao đổi trên thị trường. Hàng hóa có thể là vật chất và cũng có thể đó là tinh thần. Để đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ cần có vật ngang giá. Ở đây vật ngang giá chúng ta có thể hiểu. Ví dụ ông A có một con gà, bà B có một con vịt. Như vậy thì ông A đổi với bà B bắt con vịt và bà B đổi với ông A bắt con gà. Lúc này vật ngang giá đó là con gà đổi với con vịt. Và trong cái thời kỳ hiện đại này thì vật ngang giá sẽ được tính bằng tiền. Chẳng hạn như là chúng ta mua một cái viết thì chúng ta phải trả 3.000. Tất cả các hoạt động mua bán đều diễn ra trên thị trường và thị trường lại hoạt động theo quy luật cung cầu. Quy luật cung cầu làm cho giá cả thị trường thường xuyên bị biến động. Ở đây chúng ta cùng phân tích sự biến động của quy luật cung cầu trên thị trường. Quan hệ cung cầu, nếu mà cung lớn hơn cầu thì hàng hóa trên thị trường sẽ thừa, giá cả sẽ rẻ và bên được lợi này chắc chắn sẽ là người tiêu dùng, bên bị thiệt sẽ là người sản xuất. Nếu cung bé hơn cầu thì hàng hóa trên thị trường sẽ thiếu, giá cả sẽ cao, tắc, tăng hơn và bên được lợi sẽ là nhà sản xuất, bên bị thiệt sẽ là người tiêu dùng. Nếu mà cung bằng cầu thì hàng hóa trên thị trường sẽ đủ, giá cả sẽ phải chăng, bên được lợi là nhà sản xuất và người tiêu dùng, bên bị thiệt, không có ai bị thiệt. Tuy nhiên, do quy luật cung cầu nên giá cả trên thị trường thường xuyên bị biến động. Các hoạt động tiếp thị, marketing, phân tích thị trường ngày càng có vai trò quan trọng trong thương mại, dịch vụ. Chúng ta sẽ vào hai la mã ngành thương mại. Vai trò. Vai trò đầu tiên của ngành thương mại là khâu nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Thật vậy các em, chính nhờ thương mại hay người ta nói là hoạt động mua bán thì hàng hóa từ nơi sản xuất sẽ đến tay người tiêu dùng. Và khi người tiêu dùng sử dụng sẽ phản ánh ngược lại cái nhà sản xuất thông qua hoạt động mua bán trên thị trường. Nhờ vào đó mà cái nhà sản xuất có thể điều tiết sản xuất hoặc là mở rộng phát triển hàng hóa của mình theo nhu cầu của người tiêu dùng.
Chính vì vậy thì ngành thương mại có thể hướng dẫn tiêu dùng và điều tiết sản xuất. Và thương mại được chia làm hai ngành lớn. Ngành thứ nhất là nội thương. Nội thương là hoạt động thương mại diễn ra trong nước, tạo ra thị trường thống nhất trong nước, thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ. Ngành thứ hai đó là ngoại thương, gắn với thị trường trong nước với thị trường nước ngoài, có thể gọi đó là hoạt động mua bán với nước ngoài. Ngoại thương thúc đẩy phân công lao động quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế quốc tế. Tiếp theo là phần hai nhỏ, cán cân xuất nhập khẩu. A nhỏ, cán cân xuất nhập khẩu. Cán cân xuất nhập khẩu là quan hệ so sánh giá trị giữa hàng xuất khẩu, còn gọi là kim ngạch xuất khẩu, với giá trị hàng nhập khẩu, còn gọi là kim ngạch nhập khẩu. Và cán cân xuất nhập khẩu được tính bằng công thức cán cân xuất nhập khẩu bằng giá trị xuất khẩu trừ giá trị nhập khẩu. Nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu thì người ta gọi là xuất siêu, cán cân dương. Nếu giá trị xuất khẩu bé hơn giá trị nhập khẩu gọi là nhập siêu và cán cân là âm. Ví dụ như Việt Nam chúng ta là quốc gia thường thì giá trị xuất khẩu bé hơn nhập khẩu, thì trong những năm qua Việt Nam mình là nước nhập siêu. B nhỏ, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu chia làm các nhóm. Trong xuất khẩu chia làm các nhóm là nguyên liệu chưa qua chế biến, các sản phẩm đã qua chế biến. Và nhập khẩu được chia làm các nhóm như là các tư liệu sản xuất, các sản phẩm tiêu dùng. Ba la mã, đặc điểm của thị trường thế giới hiện nay. Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu. Sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và nhiều tổ chức kinh tế ở các khu vực khác nhau trên thế giới cho thấy xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế đã trở thành một xu hướng quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế thế giới hiện nay. Và trong những năm qua, thị trường thế giới luôn luôn biến động. Chẳng hạn như biểu đồ thể hiện kim ngạch, tốc độ tăng xuất nhập khẩu và cán cân thương mại trong 2 tháng giai đoạn 2011-2019 của Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy rằng tốc độ tăng xuất nhập khẩu và cán cân thương mại trong 2 tháng của ta đều có sự biến đổi qua các năm. Cùng với giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004 cũng có sự thay đổi. Ví dụ như là Hoa Kỳ là nước dẫn đầu về xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, cán cân xuất khẩu lại là âm. Cộng hòa Liên bang Đức đứng thứ hai về tổng số xuất nhập khẩu và cán cân xuất khẩu là dương. Nhật Bản đứng thứ ba về tổng số xuất nhập khẩu và cán cân xuất khẩu là dương. Như vậy, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản là hai quốc gia xuất siêu. Và tỷ trọng buôn bán hàng hóa giữa các vùng và các bên trong các vùng năm 2004 theo WTO cũng có sự khác nhau. Trong đó, tỷ trọng buôn bán mọi vùng lớn nhất là ở châu Âu 73,8%. Đứng thứ hai là khu vực Bắc Mỹ 56,0%. Đứng thứ ba là châu Á, kể cả Australia, không kể Trung Đông, chiếm 50,3%. Và thấp nhất là của châu Phi, 9,9%. Và tỷ trọng buôn bán so với toàn thế giới, lớn nhất vẫn là châu Âu, 45%. Đứng thứ hai không phải là Bắc Mỹ, mà là châu Á, kể cả Australia, không kể Trung Đông, chiếm 25,4%. Đứng thứ ba là Bắc Mỹ chiếm 18,3% và thấp nhất cũng thuộc về châu Phi chiếm 9,9%.
Thông qua tỷ trọng buôn bán hàng hóa giữa các vùng, chứng minh rằng khối lượng buôn bán trên thị trường thế giới tăng liên tục. Các nước tư bản phát triển kiểm soát thị trường thế giới, chiếm tỷ trọng lớn thế giới về giá trị xuất khẩu, nhưng chủ yếu là trao đổi thương mại giữa các nước phát triển với nhau. Ngoại tệ mạnh là đồng tiền của các nước tư bản phát triển như đô la của Hoa Kỳ, bảng Anh, euro của châu Âu, đồng yên. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em học tốt.